đây gọi là cái gì nhỉ? Nhà lưới à? Cái gì? Chị Trang có muốn đứng lên xong rồi là nhún nhún tí rồi em quay cho chị không? Em quay lên kiểu TikTok vậy à? Hả? Không, không phải TikTok, quay bình thường thôi. Ôi ôi, cao bên dưới này. Người bên dưới còn đang đi này. Mấy tầng liền. Ôi, chóng hết cả mặt. Rất mò lên đến đây. Sợ thế. Ồ, một chỗ mà thấy sợ này. Chị cầm cho quay cho hộ em, quay cái camera vào vào mặt em một cái. Về cắt được đúng không? Không biết có cắt được không?